vâng em xin chào tất cả các bác các cô chú anh chị yêu lan trên toàn quốc thì như cái phiên tối hôm qua em có live stream ấy, thì em có bảo là hôm nay em sẽ làm một cái mini game để thử cái cách chơi mới nhá do bác Hà Sơn do bác Hà Sơn là người ở Thanh Hóa đấy, bác ở Thanh Hóa đấy bác có tư vấn cho em một cách chơi mới để làm cho em nhàn hơn thì hôm nay em sẽ làm thử một cái mini game thì em chơi thử nhé em chỉ chơi thử thôi đấy nhưng mà quà thì là quà thật <laughs> Đấy, thì uh, em sẽ chơi thử để xem là em có bị đỡ đau đầu hơn không ạ, Đấy, nó nhàn hơn một chút thì uh, lần sau thì sẽ sẽ cố gắng để làm nhiều cái game hơn cho giao lưu với mọi người ạ, Đấy, thì cái cách chơi mới nó sẽ như thế này các bác nhá, thì các bác vẫn em vẫn cho các bác hôm nay là hôm nay là thứ 5 đúng không ạ, thứ 5, chúng ta sẽ dự đoán đến đến uh, thứ năm thứ sáu thứ bảy và tối thứ bảy tối thứ bảy 8 giờ tối thứ bảy tuần này em sẽ live stream trực tiếp đấy để em bốc thăm kết quả của cái game này nhá đấy cả nhà thì cái luật chơi mới của em như này thì mọi người vẫn dự đoán ở trong cái comment vẫn comment vào trong cái bài này giúp em nhé nhớ là chỉ ở trong bài này thôi chứ mọi người đừng dự đoán ở những cái bài sau nhé những dự đoán ở bài sau là em không tìm được đâu ạ và thôi rồi mọi người comment cho em 3 số điện thoại cuối của mình nhé comment 3 số điện thoại cuối và gạch ngang cái số cả cái số điện thoại đó của mình mỗi người chỉ được dự đoán một lần thôi một lần và một cái số điện thoại đó của mình ạ đấy các bác nhá đấy và tối thứ bảy tám 8... 8 giờ tối thứ bảy em sẽ like trực tiếp để em bốc thăm như mọi lần ấy như mọi cái game 8 k 9 k của em đấy đấy và sau đó sau khi mà mà có cái kết quả bốc thăm rồi thì em sẽ cho mọi người trong vòng khoảng 2 ngày là ngày chủ nhật và ngày thứ hai chẳng hạn thì mọi người cố gắng là trực tiếp chụp cái màn hình nếu như mà mọi người có dự đoán trúng nhé mọi người có số mà trúng ấy đấy thì những bác nào trùng kết quả nhau thì em sẽ chọn cái bác nào mà dự đoán sớm nhất các bác nhé đấy thì tự tự các bác chơi thì các bác sẽ chụp cái màn hình là các bác dự đoán đấy và các bác có số điện thoại của đấy rồi thì các bác gửi vào zalo cho em đấy thì những bác nào mà có kết quả lệch trong vòng khoảng 10 đơn vị nhé 10 đơn vị thì các bác hình dung này các bác cứ lấy số lớn các bác trừ đi số bé ví dụ như là em bốc thăm là một cái số nó là 555 chẳng hạn đúng không ạ mà số điện thoại của các bác là đuôi là 55 553 chẳng hạn đúng không? Thì các bác cứ lấy 555, số lớn trừ số bé là nó lệch hai đơn vị. Đấy. Các bác cứ lấy số lớn trừ số bé nhá. Thì phạm vi lệch trong vòng 10 đơn vị thì các bác cứ trong vòng 2 ngày đó các bác chụp hình chụp hình cái màn hình mà mà các bác dự đoán ấy rồi các bác gửi vào Zalo giúp em để em xác nhận. Nhá, thì em đỡ phải mất công em đi chạ Đấy, và trong trường hợp có những kết quả nó trùng nhau ấy thì lúc ấy em sẽ phải tra em sẽ phải tra và xem bác nào là người dự đoán trước là ok. Đấy. Các bác ạ. Thì um, các bác xem giúp em, bây giờ em sẽ đấy nhá các bác nhá, comment 3 số cuối điện thoại của các bác nhá, ba số cuối thôi, em thử 3 số xem cái lượng trùng nó có nhiều không. Nếu mà trùng nhiều thì lần sau chúng ta sẽ lên 4 số. Đấy. Thì uh, hôm sẽ là một giải nhất này giải nhất sẽ là em học vĩ, nói nhá, học vĩ lá đột biến phát tài, học vĩ rừng ấy quá, rất là đẹp, rất là xinh. thì cái kỳ này nó cũng khá là dài tầm khoảng chục sen hơn chục sen rồi. thì cái con này hoa nó cũng đột biến, bác nhá, hoa nó cũng đột biến, nó cũng tặng tặng những kiểu kẻ ở hai bên cánh, ấy. kẻ hai bên cánh hoa như kiểu sóng mắt ấy. đấy. thì em sẽ tặng một cái kỳ này cũng khá là giá trị, đấy, rất là đẹp một cái kỳ hạc vĩ đột biến lá phát tài và đột biến cả hoa luôn đấy. cái kỳ rất là đẹp nhá có cái kỳ này nó khỏe hơn nhưng cái kỳ này nó lên màu yếu hơn thì thôi em giữ lại em làm giống để sang năm có giống vậy thì em sẽ tặng giải nhất là một cái kỳ này đấy. cái giải thứ hai giải thứ hai thì sẽ là một cái kỳ này các bác nhá một cái kỳ này cái kỳ này là cái con ám mặt quỷ đấy ám mặt quỷ em cho các bác xem ạ đấy. cái dòng này là dòng của ma bó quá Thì cũng là một cái phần quà ám mật quỷ, cũng là một cái phần quà mà của cái giải phụ của cái game 9K vừa rồi đấy ạ. Đây các bác. Đấy, mắt của nó khá là dữ tợn và cái mặt của nó thì nó nhọn nhọn ở phía trước này, hình tam giác này. Đấy, đôi mắt rất là đẹp, rất là dữ ạ. Cái này có clip đàng hoàng nhá. Đấy, giải nhì sẽ là một cái kia ám mặt quỷ này và giải ba đấy cái kia mặt quỷ đây các bác nhá kia cũng khá là khỏe rồi dễ rất là khỏe em sẽ bóc ra em gửi về cho các bác đấy giải nhất đây là một em học vĩ lá phát tài rất là đẹp đột biến cả hoa nữa và giải ba sẽ là một cái kia này cái kia này là nó sổ hoa năm vừa rồi sổ hoa năm rồi đấy em cũng có quay trên clip của em rồi thì nó là cái con cánh sao lưỡi tím các bác nhá cái kia này đây cái kia này thì em sẽ chuyển cả cái chậu ấy luôn các bác nhá chuyển cả chậu ấy luôn đấy, được cả một cái khúc này luôn để nuôi cái kia rất là khỏe dễ thì rất là khỏe vô đối rồi đấy em chuyển cả cái khúc này luôn nhá đấy, cả cái khúc thân thân này hoa lở năm nay đây các bác con này con lưỡi tím cánh sao cũng rất là đẹp ạ hoa lở năm nay đấy ạ đấy các bác Đây là một khuôn lưỡi tím các bác nhá Và có bộ cánh sao rất là đẹp ạ. Bay Đấy, ba giải thưởng Thì đây sẽ là giải thứ ba Em vẫn bốc thăm như cái game 9K của em bình thường các bác nhá Đấy Vẫn bốc thăm là như vậy Đấy, thì giải nhất đây các bác nhá Giải nhất này Một cái kỳ rất là đẹp, rất là đẹp yêu ạ. Đây, giải nhì là một con mặt quỷ Ám mặt quỷ Cánh con này cánh ám nhá các bác nhá và giải ba là một con lưỡi tím cánh sao đấy ba phần quà rất là xinh để cái game này em game em chơi thử thôi phát sinh đấy, em thử nghiệm xem như nào nếu mà nó ok thì thì em cũng sẽ tặng cho cái người mà 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 gọi là tặng mà hiến cho em cái cái cách chơi này đấy đấy em cũng sẽ tặng cho bác ấy một cái phần thưởng khác nếu như cái, cái game này chúng ta diễn ra nó suôn sẻ nó ok <laughs> mà em đỡ phải đau đầu ạ <laughs> các bác nhé các bác dự đoán ba số cuối điện thoại của mình các bác nhé bởi vì khi mà em xác nhận đấy là em phải gọi đúng bằng cái số điện thoại đấy ạ đấy. và các bác uh, comment cả số điện thoại của mình vào đó giúp em nhé và 8 giờ tối thứ bảy tuần này em sẽ trực tiếp live stream để em bốc thăm kết quả để giao lưu với cả nhà rồi em xin cả nhà nhé chúc cả nhà may mắn ạ em xin chào ạ